Trường Giang, đàn anh đàn chị chịu xuất hiện là nhờ uy tín của tôi và Harry Won. Phương Thanh liên tục được Trường Giang gọi bằng những mỹ từ cao ngất như danh ca, ca sĩ huyền thoại. Vừa qua tập 19 chương trình siêu bất ngờ lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn. Tham gia chương trình tuần này là sự xuất hiện của Hoa hậu Nhân ái Thủy Tiên, ca sĩ Đại Nhân, Huỳnh Lập, Dương Thanh Vàng và Hồ Việt Trung. Mặt nhã Phương, Trường Giang vẫn mê mẩn nhìn đắm đuối Hoa hậu Thủy Tiên. Mở màn chương trình khi Harry Won giới thiệu về sự xuất hiện của một người đẹp cực kỳ xinh đẹp, đẹp lắm luôn, cỡ tôi không là gì cả. Trường Giang đã hoài nghi và hỏi, đẹp bằng cỡ em không? Em tôi mà không có cửa thì ai có cửa đây? Từ câu hỏi này, nhiều khán giả cho rằng Trường Giang dù ngoài miệng luôn tỏ vẻ chê bai, kỳ thị, nhưng trong lòng vẫn thích và công nhận vẻ đẹp của Harry Won. Tới khi Hoa hậu Nhân ái Thủy Tiên bước ra, Trường Giang như bị trúng tia sét ái tình, nhìn đắm đuối không rời, miệng há hốc, khiến Harry Won phải gọi, anh Giang ơi. Sau đó Trường Giang còn bỏ Harry Won để chạy tới Hoa hậu Thủy Tiên trò chuyện. Anh lập tức quay về trêu chọc Harry Won khi nói, đứng yên đó cho tôi ra nói chuyện, người ta là Hoa hậu Nhân ái, còn đây là phù thủy Nhân ái. Trường Giang khá bối rối, khi bắt tay Hoa hậu Thủy Tiên, anh hỏi, người ta phong Thủy Tiên làm Hoa hậu Nhân ái vì mình tốt bụng đúng không? Thủy Tiên tưởng đó là một câu hỏi đá xoáy nên đã hỏi lại, Trường Giang không thấy chữ Nhân ái nó hiện lên mặt tôi sao? Vì quá mê mẩn Hoa hậu Thủy Tiên nên Trường Giang tuyên bố, hôm nay anh sẽ giúp em bằng mọi giá mang thật nhiều tiền về cho gia đình. Tuy nhiên tấm lòng của Trường Giang đã bị Hoa hậu Thủy Tiên phủ phàng, cô nói thẳng, tôi nghe nói không nên tin Trường Giang. Câu nói này đã khiến Trường Giang thất vọng và thốt lên, sao Hoa hậu Nhân ái gì mà kỳ vậy? Trường Giang tự nhận mình lùn và đá xoáy trứng thành. Sau khi các người chơi ổn định chỗ ngồi, Trường Giang như thường lệ liền giới thiệu luật chơi và năm anh chàng người mẫu điển trai có nhiệm vụ đập bột lên đầu người chơi đoán sai. Khi năm mẫu nam xấu múa xuất hiện, Đại Nhân liền tận dụng cơ hội đã kích Trường Giang, anh nói, tự nhiên tôi thấy tội nghiệp Trường Giang quá, anh Giang đúng lại gần các chàng trai kia đi. Dương Thanh Vàng cũng tranh thủ đã kích Trường Giang, nãy giờ tôi cứ thắc mắc hoài là tại sao Harry Won mặc một chiếc váy đẹp mà lại đi giày bệt thế kia. Khi năm chàng trai bước ra, tôi mới biết Harry Won buộc phải đi giày như thế để cân xứng với Trường Giang. Trường Giang nghe xong không nói được gì, chỉ thanh minh và nhìn sang Harry Won nói, cái này là vô tình mặc giống nhau, giày giống này. Ai cũng biết tôi lùn và tôi cũng biết tôi lùn rồi, nên tôi chẳng cần phải mang giày cao hay đi giày độn như ai đó. Câu nói này của Trường Giang khiến khán giả biết ngay anh đang đá xoáy Trấn Thành, vì Trấn Thành chuyên đi giày độn lên truyền hình. Trường Giang, đàn anh đàn chị mà chịu xuất hiện là nhờ uy tín của tôi. Cũng trong tuần này, chương trình đã mời đến sự xuất hiện của ca sĩ Phương Thanh. Tại đây Phương Thanh thể hiện đẳng cấp một ca sĩ hàng đầu khi khoe chất giọng nội lực bao năm không đổi. Dù đã ở tuổi gần 50 nhưng Phương Thanh vẫn hát rất khỏe khoắn. Gằn giọng máu lửa trên những quãng cao trào tạo ra âm lượng lớn áp đảo tất cả. Đại Nhân có được Phương Thanh mời hát chung nhưng tỏ ra lép vế và bị đàn chị đàn áp hoàn toàn. Phương Thanh liên tục được Trường Giang gọi bằng những mỹ từ cao ngất như danh ca, ca sĩ huyền thoại. Anh còn tự hào nói, đàn anh đàn chị mà chịu xuất hiện là nhờ uy tín của tôi và Harry Won. Mai Phương làm liều đi đóng phim giữa lúc đang trị ung thư, biết lý do không thể cầm được nước mắt. Dù đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư, nhưng nữ diễn viên Mai Phương vẫn làm liều, nhận lời đi quay phim. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự khâm phục nữ diễn viên Mai Phương khi cô luôn lạc quan nghị lực trong hơn nửa năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Trong khoảng thời gian điều trị căn bệnh ung thư phổi, nữ diễn viên Mai Phương dường như rút lui khỏi các sự kiện của làng giải trí. Theo như chia sẻ thì một ngày mới của nữ diễn viên thức dậy từ 5 giờ sáng, đọc kinh niệm Phật cắm hoa, sau đó tranh thủ thời gian rảnh thì tập yoga. Tuy nhiên vì quá yêu nghề nên thi thoảng Mai Phương vẫn làm liều, nhận lời tham gia một số chương trình trong khoảng thời gian điều trị bệnh. Mới đây Mai Phương bất ngờ khoe với khán giả về việc cô nhận lời trở lại màn ảnh rộng với một vai diễn nhỏ. Mai Phương tươi tắn trong một cảnh quay phim, chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với khán giả. Được biết khi tham gia các talk show sự kiện gần đây, cũng như khi đi quay các vai diễn phụ, Mai Phương luôn được mọi người chăm sóc hỗ trợ khi di chuyển vì xương yếu. Dù bất tiện đủ điều, nhưng vì thấy Mai Phương quá yêu nghề nên ai cũng yêu thương và giúp đỡ cô trên trường quay. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự khâm phục Mai Phương khi cô luôn lạc quan. Cách đây vài ngày, dân mạng vô cùng bất ngờ khi Mai Phương lột xác với hình ảnh hoàn toàn mới sau một năm điều trị ung thư phổi. Mai Phương trông khỏe khoắn, thần thái, rạng rỡ và xinh đẹp. Mai Phương tự tin làm người mẫu, thần thái cũng này nọ lắm chứ. Mai Phương lạc quan, vượt qua mọi bệnh tật khiến nhiều người xót xa và khâm phục.
Trong suốt thời gian chống chọi và điều trị căn bệnh ung thư, Mai Phương luôn giữ tinh thần lạc quan bằng cách tập yoga, tụng kinh, ở bên con và làm những việc phù hợp với tình trạng sức khỏe. Cô chưa bao giờ lên tiếng trách người yêu cũ bội bạc. Mỗi lần nhắc đến Phùng Ngọc Huy, cô đều dành sự khoan dung và tha thứ. Phản ứng của Khải Như khi được cầu hôn bằng nhẫn kim cương trong ngày sinh nhật, nữ diễn viên đã không ngừng xúc động khi thấy mình được dành tình cảm, sự yêu thương đặc biệt từ khán giả. Khải Như đã có bữa tiệc sinh nhật đáng yêu và cũng chẳng kém phần lãng mạn trước sự yêu thương của người hâm mộ. Vừa qua, Khải Như cùng các khán giả của mình, fan club KK đã có một buổi offline mừng ngày nữ diễn viên bước sang tuổi mới. Không chỉ là buổi chúc mừng sinh nhật mà đây cũng chính là dịp để cô và các fan có thể giao lưu, trò chuyện, tạo thêm nhiều kỷ niệm thân mật. Trong buổi offline, Khải Như một mình cũng tâm sự, vui chơi cùng các khán giả yêu thương của mình thay vì mời nhiều khách mời hội ngộ. Ngoài MC Lưu Hà Trinh là người em thân thiết đảm nhận cầu nói cùng fan, cô bất ngờ khi bạn thân Thanh Duy BB Trần đến chung vui. Tuy không khí bao trùm màu hồng ngọt ngào lãng mạn mà các fan trang hoàng, Khải Như xuất hiện dành tặng món quà đặc biệt nhất là một vở nhạc kịch tái hiện về cuộc đời, con đường theo đuổi ước mơ cũng như vượt qua sóng gió để có được sự an yên thành công nhỏ như hiện tại. Trong câu chuyện ấy, Khải Như kể về định hướng từ bé sẽ trở thành một cô nhân viên văn phòng tại quê nhà. Tuy nhiên, vì ước mơ nghệ thuật, cô lên thành phố và đối mặt với nhiều sóng gió. Tiếp mục nhạc kịch kết hợp hát nhảy diễn xuất mang lại nhiều cảm xúc, mà ở đó cô không ít lần khóc khi nhắc về con đường không được trải hoa hồng của mình. Cô tâm sự với những người thương của mình: "Tôi từng nghĩ mình theo nghệ thuật sẽ cô đơn, tôi không có fan và fan không có thật, cho đến một ngày tôi gặp những chuyện không hay và phải nghỉ làm nghề hơn 6 tháng và trở lại sân khấu Cười Xuyên Việt trong vở Mình Ơi cùng nhóm Puppalo. Thế rồi tôi choáng ngợp và ấm lòng khi mọi người dành cho tôi sự yêu thương ấm áp. Lúc ấy, lần đầu tiên cầm những món quà nhỏ từ bông hoa, thú bông, cái bánh, cái kẹo từ các bạn tận xa xôi gửi về, tôi mới biết mọi thứ đều là thật. Tôi bắt đầu biết tin vào tình yêu của khán giả, trân trọng sự yêu thương của các fan và có động lực thêm để làm nghề." Nhắc về việc hơn 4 năm được fan yêu thương hết mực, Khải Như lần đầu tiên thú nhận chuyện vừa mới mua thêm một căn nhà để ở và căn nhà cũ chỉ để chứa quà tặng của fan vì một căn nhà đã quá tải. Tuy nhiên, để các fan không hiểu nhầm việc khoe của, Khải Như nhấn mạnh rằng việc mua thêm căn nhà đó là thành quả mà cô chăm chỉ làm lụng. Việc có thêm tài sản sẽ là động lực để bản thân cô cố gắng chăm chỉ hơn trong công việc. Vốn là nghệ sĩ đa tài, Khải Như chiêu đãi cho các fan một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc, tình cảm, liên tục hát live khi thể hiện ca khúc hit như "Nơi Mình Dừng Chân", "Người Hãy Quên Em Đi", "Xin Lỗi". Không chỉ cùng nhau đón thêm tuổi mới, các fan còn gây sốc bằng việc bất ngờ cầu hôn Khải Như với nữ kim cương, khiến nữ diễn viên không nói nên lời. Xúc động liên tục trong tiệc của mình, Khải Như không quên người đứng sau để mình có được sự kiêu hãnh như hôm nay, chính là mẹ. "Cảm ơn mẹ, người đã hy sinh tất cả vì con. Biết Khải Như hay đau bệnh và sức khỏe không tốt, mẹ vất vả khi sáng nào cũng dậy thật sớm, không sắc thuốc thì cũng làm nước ép này trái cây nọ. Có mẹ ở bên chăm sóc, Khải Như mới có được như ngày hôm nay. Có được thành công như hôm nay thì không thể bỏ qua sự ủng hộ đồng hành của khán giả. Vì thế, nữ diễn viên hứa hẹn sẽ tung ra sản phẩm chỉnh chu trong năm 2019 năm nay để đáp lại sự yêu thương của mọi người dành cho mình." Không kém Lương Bằng Quang, Ngân 98, vợ chồng nam chính gạo nếp gạo tẻ rủ nhau đi giao kéo. Cách đây vài ngày, Hoàng Anh vừa khiến mọi người bất ngờ vì anh đã cắt mắt, thì mới đây nhất vợ anh cũng tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ. Có lẽ hai vợ chồng nam diễn viên tranh thủ trùng tu nhan sắc trước khi sang Mỹ định cư sau thời gian nghỉ Tết tại Việt Nam. Gần đây, việc các sao nam trong làng giải trí Việt giao kéo các đường nét trên gương mặt đã nhanh chóng gây sự chú ý của khán giả. Cụ thể, Lương Bằng Quang thay đổi hoàn toàn diện mạo, Nguyên Khang cắt mí mắt. Anh công thực dụng của gạo nếp gạo tẻ diễn viên Hoàng Anh cũng chỉnh sửa phần mí mắt. Được đánh giá là một trong những diễn viên nam điển trai trong làng phim ảnh, nhưng Hoàng Anh vẫn quyết định thay đổi, bởi lẽ cắt mắt sẽ khiến bộ phận này thêm sâu hơn, gương mặt cũng sáng hơn. Nhìn vào ảnh có thể thấy, anh chỉ mới thực hiện ca phẫu thuật này nên mắt vẫn còn sưng khá nhiều và trông vẫn chưa được tự nhiên mấy. Không chỉ có nam diễn viên mà mới đây nhất bà xã Hoàng Anh, chị Quỳnh Như cũng đã tranh thủ thời gian còn nghỉ Tết ở Việt Nam để tiến hành tân trang gương mặt. Cụ thể, ngoài làm răng ra thì một số hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân đã phần nào thấy được chị đã giao kéo phần mũi. Gương mặt bà xã nam diễn viên sưng vù thấy rõ và phần mũi vẫn còn đeo băng dính định hình sau khi phẫu thuật xong.
Cả hai vợ chồng đều quyết định thay đổi gương mặt trong thời gian gần đây. Được biết, vợ anh sẽ về lại Mỹ trong vài ngày tới, sau một kỳ nghỉ dài ở quê nhà. Trước đây, khi thấy vợ hơn tuổi bị chê bai nhiều về nhan sắc, thì anh đã lập tức lên tiếng bảo vệ. Không cần vợ đẹp, không cần vợ giàu, không cần vợ sang, việc kiều không quan tâm, chỉ cần mẹ chịu, mẹ đồng ý. Nhưng điều quan trọng là bản thân cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần hiểu nhau, và khi tình yêu đã đủ lớn rồi thì đến lúc đó nhan sắc không quan trọng. Vậy là sau nhiều lời chỉ trích, hoài nghi cho rằng anh cưới vợ việt kiều vì ham giàu, thì Hoàng Anh đã chứng minh với mọi người bằng một tấm nhỏ hạnh phúc, chúc cho gia đình sẽ luôn gặp nhiều may mắn ở một đất nước mới trong những ngày sắp tới.